Hello, 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 hello everybody, welcome to Health Work KT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Work KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với video event tầng mới nha các bạn ơi. Event khá là thơm bơ nha. Tỷ lệ là 1.7, chắc là ăn được. Tỷ lệ này mới ngon nè, 0.3. Ôi 0.03, 20.000 kim cương. Ôi ôi, nó còn ngon hơn cái đống này nữa. Nhưng mà chắc là lâu lắm mới có được á. À, vé nè, nhưng mà thường là không có mua cái vé này các bạn. Tại vì có 10 lần à, tỷ lệ mày vô cái đống này chua lắm. Nên là thôi, để dành kim cương ta mua thứ khác. Lấy con nào nhỉ? Zero. Thôi lấy con này đi. Biết ngay mà ăn có dễ đâu. Ui. À nhớ rồi, nhớ rồi. Cái bé này hôm bữa mình mua. Này. Nè mua cho này nè, đợt trước mua rồi. À vậy là nó còn xài được. Ê. Thơm ngon, thơm ngon. Ok. Phí hả? Miễn phí quay luôn. Ồ, 50. À, con đây. Đây là cái mà Heo muốn nói với các bạn nè. Skin của con cái con quỷ gì quên mẹ nó rồi. Cái con gì mà trong cái bình thì phải á. Thượng ngủ. Đúng rồi, đúng rồi, thượng ngủ. À. Cái skin thiệt là ngon luôn các bạn ơi. À, và cái này chúng ta có thể đổi được nè. Mà Heo sẽ để con Thượng Tam ha. Ok, để con Thượng Tam ở đây. Nhưng mà dễ gì lụm được con Thượng Tam. Trời ơi. Hình như cái viên này để mua ấy, phải à? Không có, này là phải nạp mới có hả ta? Ui, chua đấy. Mà thôi, để ra đi, chúng ta chơi cày chay mà. Nên là không quan tâm tới mấy vụ đó cho lắm. Heo cũng để ý đó. À, đi đánh. Mà hình như đợt trước cũng có đánh cái này mà Heo không để ý các bạn. Tới chừng mà nó đóng mẹ nó rồi thì cái xu ở đây không mua được. Ê. Kỳ này thì... Ủa? Có nên lấy ông... cái ông này là... Hủy trụ hả? Không. Lấy bên phe quỷ đi. Phe quỷ nhiều mạnh lắm mà không bao giờ ăn được. Đúng vậy, đúng vậy. Hình như là mỗi ngày đánh được 3 trận. Ok. Nào, ông thủy thủy trụ. Ngon lành, để coi kỹ năng của anh sẽ là sao. Ồ, lúc trước theo tưởng đâu cái con ngủ con Zenitsu á nó cù bắp. Bây giờ trong server của Heo toàn là mấy ông top chơi con Zenitsu không. Nhưng mà con đấy Heo muốn chơi cũng không được các bạn, tại vì không có đủ nguyên liệu. Chịu thôi. Đây, đây, đây. Ôi, ôi. Ừ, giờ y cái server mấy ông top chơi con này không? Con này là chủ đạo luôn á. Trời ơi, không biết lý do là sao luôn các bạn. Trời ơi. Sáng này mới lên đọc tin tức của bạn. Ủa, đủ không ta? Khoan từ từ. Sáng này mới lên đọc tin tức của bạn bạn En. Thấy bên đó mới fit tỷ lệ lại. Không biết bên này có bị fit hay không thì Heo không biết. À, hay cũng lo lo. Nhưng mà hơi kệ. Mấy anh em nói hô bên đó 70 vé mà quay được có 3-4 con 10, 3-4 con 2S. Hy vọng là bên này không bị fit. À, bên này fit là nói là ăn cám luôn á. Gì đây? Gì vậy? Ủa cái này là sao anh em? À, không biết rõ. Auto. À hình như là đánh phó bản. Hay à. Ok. Hình như là đánh phó bản thì phải á. Y chang luôn. Trời ơi à. À, ba con gì ạ? Để coi coi. Má cần ba con quỷ để đánh là thấy Suga na. Để dịch là biết cái gì. Rồi
điều kiện để đánh không ít hơn ba anh hùng trong trại gió và sấm sét. Gió là cái này. Ôi men, sấm sét là này hả? Này là nước thủy trụ rồi. Ấy đồ. Rồi chịu thôi. Ok. Thấy đi tâm rồi đó. Thấy vậy là thấy đi tâm rồi. Bỏ qua cái này được, bỏ qua chiến đấu được. Ủa, sao nó chết vậy? Ủa, lý do tại sao mấy con đó nó bằng hà vậy anh em? Mình lấy tóc hả? Lấy tóc vẫn ngon hơn. Tóc đánh trước chắc ăn. Nè coi nè, bật ngửa chết nè. Ủa. Alo. Kỹ năng của con nào vậy ta? Ừ đúng rồi. Khá quên nữa chứ. Bữa nay lo cái này không mà quên ra reset cái shop để nó đánh đây đi, tí quay lại. Đúng rồi, thoát ra được mà. Đây ra lấy khiên bữa, cái khiên màu xanh á là cái khiên đó là búp ở trong cái đống kia không có. Này là bạn sát thương. Cần à, lúc cần cái khiên nó không ra thiệt luôn á anh em. Wow. Tức quá, vô mua luôn. Thôi. Ok nè. Rồi, ra lấy nâng cái đây. Đây, à, không phải đây. Lên nè. Lên. Ok, level 2. Ôi, bên này kiếm ba cái điểm rất khó rồi. Rồi, quay lại event nào. Đang đánh dưới này đúng không? Ôi, có event dưới này nữa nè. À, đang đánh trong này. Đó. Trời ơi, event ngon chứ bọn em. Rất nhiều hoạt động luôn. Tướng mới, skin mới của con Quỷ Bình luôn. À, chưa cho anh em coi cái skin của con Quỷ Bình đúng không? Ok, để từ từ em vô cho anh em xem. Nóng hả ta? Để theo ra coi cái máy ngoài nó có chạy không các bạn. Rồi hỏi đi, để nhờ người ra coi cái máy lạnh có chạy không. Nóng quá trời nóng. Công nhận trưa nóng vãi cả linh hồn. Mưa mấy bữa, cái giờ ở trên Bình Dương chỗ heo. Bây giờ nó nóng thôi là nóng luôn các bạn ơi. Chịu không nổi luôn. Ôi rồi ôi, ông thủy trụ sắp đai rồi. Oh no, không biết lên ải bao nhiêu ta. Rồi thua rồi nè. Rồi cuối cùng mình đi tới ải bao nhiêu? Ồ, ải 69 nè hả? Chùa. Mà đi mát ải là đi được tới đâu? Ui 800, ui vé quay luôn. Ui đồ khá nhiều anh em ơi. Ngon đấy, ngày đi được 10 lần. Để nó đi. Chọn cái vé này đi. Chọn cái nào nữa ta? Trong cái đống này không có cái nào ngon hơn, lấy cái này đi. Rồi quay luôn. Quay em. Ok, máy lạnh giờ quay nhưng mà trời hơi nóng các bạn ơi. Quá nóng. Ê. À cái này giống như là mấy con game kho báu truyền thuyết đồ nè, đó. Nhiệm vụ đồ tặng quà, tặng bông, tặng hoa đồ này nọ. Tới bờ của em. Đây hồi nãy nói có sách mắt xăm nôi nè. Mấy ông top giờ ông chơi không, ông này top quá rồi, khỏi nói rồi. Đó, thượng quyền, thượng tam, rồi cái gì nham chỗ nè, đây nè. Trời ơi. Đúng con này lên ấy luôn á. Ôi ơi à. What the hell? 15 sao, 16 sao, con này lên hình như là 20 thôi bao nhiêu á. Trời ơi. Chắc mấy anh top này ảnh bị dư hồn của con Genisu hay gì á. Nè đây nữa nè, hiêm âm nữa nè. Rồi.
Đó, đây Hi Mông nữa nè. Sao mà anh em lấy cái hồn con nó nhiều ghê hồn? Hay là giờ là cái gọi là cái gì? Cái trend đang là con đó nhỉ? Bữa gom được mười mấy ngàn kim cương, đem đi tập mua cái vé quay tướng hết. Tích nhiều các bạn, gom lại một lần rồi quay luôn. Nè, đây. Đó. Đây, tiêu điểm của chúng ta. Đó, vô test coi con skin của con Khượng gì? Cái con Khượng Ngủ. Đó. Sao mà heo nói nó là con Khượng Ngủ? Bởi vì các bạn thấy á, có con nào mà chui từ cái bình đi ra không? Ở trong, vô trong cái danh sách thì heo không thấy được có con nào hết. À, đây đây đây, ôi rất nhiều nè. Vòng thủ, búp tóc, rồi tè le, hộp me hết. 5 lớp giáp. Ồ, không, gì à? Thiên bảo vệ 5 lượt. Ôi giời ơi, hết mẹ nó rồi, còn gì nữa anh em? Đó, đó, gì? 3 tầng, gì? 10 tầng công kích nữa. Rồi, tăng đam gì tè le hồng me. Đó, con này đang bị cầm tù cầm gì đó. Ôi trời ơi. Bởi vậy ta nói chơi bản này vẫn ngon nhất. Ok, nè đi ra ngoài coi nè. Đâu có con tướng mới trong này đâu các bạn. Nè, đâu có con nào tướng mới đó đâu. Đó, đâu có đâu. Đó. Cái con mà nó không giống người mà nó chui ra từ cây đèn thì tất nhiên thì nó phải là hình đèn hoặc cái gì rồi đúng không? Đó. Nhưng mà bên này có đâu, nó chỉ có con này thôi, nó chui ra từ cái bình thì cũng cái chui. Thì con kia là chui ra từ cây đèn thì con này chui ra từ cái bình, cũng y chang thôi. Em nghĩ đó là skin. Hôm bữa được test con này, anh em nào có muốn thì xem lại mấy cái video về game này á. Demon Layer Later gì đó. Như bữa có mà lâu quá rồi không biết chụp ở đâu hay gì rồi. Ôi ôi. À không. À đang xếp hạng 83 hả? Ôi trời. Tôi cũng đang suy nghĩ coi có nên vé quay hả? Vé quay thì đây vẫn đang thiếu các bạn ơi. Event đi bấm để đi kiếm coi có vé quay free không? Đang có event mới. Không các bạn ơi. Không có event mới, không có vé quay. Ở đây cũng không có luôn. Cái nhiệm vụ này ngày là phải tiêu 2.500 hả? Đâu mà mẹ nó. Ok, hôm nay nó không bắt tiêu kim cương. Mấy bữa trước nó bắt tiêu kim cương các bạn. Ý, cái gì đây? Wow, cái điểm này để đổi tướng nè các bạn. Ờ, nhưng mà cái điểm nó kiếm chua lắm. Nếu bạn làm không được thì bạn có thể bỏ qua 50 kim cương để mà làm hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Ok, từ từ đi. Rồi, vé quay nằm bên kia. Khoan. Event này còn 3 ngày hay là 3 giờ? Hết rồi. Hay là mình lấy cái này ta. Gom 200 là đổi được 5 sao đó. Ok. Đổi con tướng ếch đi các bạn ơi. Đâu à? Mình bấm vô đây đi ra ngoài chứ. Event từng mới không giờ thứ mấy người ta? Giờ còn từng mới gì nữa. Event mới khá là thơm. Nên là anh em nào có chơi thì có thể tham khảo qua. Đó. Thì sơ bộ là thế ha. Vậy đâu đây là nó đổi không? Nè, mai mốt là heo chắc phải tích mấy con tướng lại các bạn. Tích vé là gom lâu lâu rồi mở một lần. Mở một lần thì chúng ta có thể mở được mấy con này nè. Đó, nó cho chọn tướng đồ, vé chọn tướng đồ cái kiểu con đà điểu. Chọn nữa nè. Ủa mấy con này có ngon đâu mà sao để. À không. Tổng là 260 con các bạn. Đó. Xong thì chúng ta sẽ lên 260 tiếp. 260 tiếp.
đổi 3 vé luôn đi cho rồi. Ê, ê, đủ rồi. Mở luôn. Giờ này lùi tích quá. Áp lấy khung rồi ha. Rồi. Ok, đi quay luôn. Không có gì đâu quay, quên nè. Vé thì cũng xài muốn hết rồi, còn có... Ơ, đủ rồi nè, ngon. Đi quay luôn. Để coi tỷ lệ nó có bị fit giống các bản tiếng Việt không ha. Khoan, để trước khi quay vô đi mua vé ngoài này cái. Bản Trung Quốc vẫn thấy coi bộ mùi nó thơm hơn à. Ok, nhưng mà không quan tâm lắm. 3.000 để mua một cái viên đá đó thì hơi bị mắc. Giờ có 3.800 này các bạn. 2 triệu để tích vé tiếp. Okay. Vàng bên này càng ngày càng hiếm luôn á. Bên này heo kiếm vàng khó ghê luôn. Okay. Vàng viên này nó đủ rồi. Hồi nãy quên nè, ở đây có nè, không mua. Nào heo không mua một vé này hết các bạn. Mà có vẻ mua cái vé đó không ngon lắm. Nào. Ok, không ra con nào hết. Nào. Tỷ lệ nó còn ngon không? Ê, thấy 5 sao rồi đó. Vẫn còn ngon. Ê, vẫn ngon. Trời ơi, cả hai con luôn. 10 vé. Ôi giời ơi. Phải không, hồi nãy trước có 5 sao mà. Không, 5 sao cũng được, 4 sao cũng được đâu. Hai con 5 sao nè. Vẫn thơm như ngày nào. Ok anh em, thôi anh em nào có chơi bạn nào thì chơi. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok bye bye nha. Và đừng quên, không biết server mới có hay không nữa. Heo đang server cũ các bạn. Event khá là thơm ha. Đồ đánh lên hãy nhận vé, đồ quay tướng, đồ cái kiểu. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Dạ, bé rồi, ôi trời ơi. Gì đây, oh, đang nhập 1 ngày. Thôi, gom đủ 10 bé, quay lần 1. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.